狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。狙击棒，童话里做英雄。哦，狙击棒，热血心中流动。哦，狙击棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。Tập 31, nhiệm vụ khẩn cấp. Nhanh lên, chúng ta có một nhiệm vụ khẩn cấp chưa bao giờ có. Đâu rồi, Gigi Bon? Chờ cháu 2 phút ạ. Tại sao cháu vẫn chưa có mặt? Tiến sĩ Miho, cháu đến rồi đây ạ. Nhiệm vụ là gì ạ? Tìm kiếm người ngoài hành tinh ạ? Hạ gục nhà khoa học độc ác? Hay ngăn chặn các tiểu hành tinh đâm vào hành tinh của chúng ta? Nhanh lên. Cháu là người duy nhất đến muộn. 1 - 9 + 1. Nhiệm vụ khẩn cấp nhất từng có đây hả? Chính xác. Phát minh tuyệt vời nhất từng có của ta, bộ trao đổi tài nguyên vũ trụ. Ta gần như hoàn thành công thức rồi, còn một bước cuối cùng nữa thôi. Đó là một cái thùng rác hả? Đó là bộ trao đổi tài nguyên vũ trụ. Nó có thể tính toán toàn bộ dữ liệu vũ trụ và gửi nguồn tài nguyên đến địa điểm phù hợp nhất. Ồ, nó là một cái thùng rác được tái chế lại theo danh mục. Sao cháu dám? Cút đi, ta sẽ giao Gigi Bon lại cho cháu. Sao lại là cháu chứ? Gigi Bon, dành thời gian để nghiên cứu nó đi. Chúng tớ đã tính toán nó cả ngày nay rồi. Tớ không tìm hiểu nó đâu. Cậu phải làm việc đó. Nhìn xem, cái ở trên là số 5, cái ở dưới đáy là số 1. 1 cộng với 1 là 2, đơn giản mà, đúng không? Đơn giản ư? Vậy thì ghi nhớ một vài công thức, cậu có thể làm được. 1 - 1 + 1. 2 - 2. 2 - 2. Tớ sẽ sử dụng máy tính. Máy tính bị hỏng rồi. Vậy tớ sẽ đi mượn. Tất cả máy tính trong thị trấn này đều hỏng. Không thể nào. Tớ sẽ đi điều tra vụ này. Super Q đang làm chuyện đó rồi. Đừng có lảng tránh. Nhanh nào, tận dụng thời gian của cậu đi. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Bàn tính không thể tự nó hoạt động được đâu. Cậu cứ làm cái gì vậy? Trừ 5 cộng với 5. Không thể nào. Trừ 5. Không thể nào. Nó có thể tự hoạt động sao? Đừng có làm hỏng nó chứ. Nó là một món đồ cổ được tiến sĩ Minho sửa chữa lại. Tớ đã làm nó cả ngày đấy, Gigi Bon. Một cây kẹo mút thì không đủ đâu. 2 cây thì có thể được. Woody,
Gigi Bon, các cháu xong chưa? Chúng cháu vẫn đang làm ạ. Đúng rồi, chúng cháu sắp xong rồi ạ. Cho ta xem các cháu làm được gì nào. Đúng rồi, tốt lắm Gigi Bon. Ta không ngờ cháu lại là một tài năng như vậy. Ta sẽ đi và kiểm tra nó. Cậu thật là tuyệt vời. Cậu có thể làm nó nhanh đến như vậy ư? Nó là đồ công nghệ cao, nó không phải là đồ cổ. Ai đó đã lừa tiến sĩ Miho một lần nữa rồi. Chúng ta đã thỏa thuận hai cái kẹo mút. Cậu không định thất hứa đấy chứ? Tớ biết rồi. Hy vọng là tớ có thể hiểu được những tín hiệu này. Được rồi. Huli. Các cậu đang làm cái gì vậy? Tớ không có tiền đâu. Huli. Super Q. Tại sao anh lại ngán chân của em? Tụi anh đang cố gắng chụp những kẻ xấu đã phá hoại chiếc máy tính. Tại sao em lại ở đây? Kẻ xấu ở đâu? Anh đã phát hiện ra nó tại hiện trường vụ án. Đồng hồ siêu sao có thể theo dõi sóng điện từ cùng loại. Xem đây, cái chấm này chính là kẻ xấu. À, cái gì? Em là kẻ xấu? Là em à? Đó là em. Không, đó không phải là em. Nói cho anh tại sao em lại phá hoại các cái máy tính. Không, đồng hồ siêu sao không thể sai được. Mục tiêu đang di chuyển. Đó là cái bàn tính. Supernova biến hình. Nó không hoạt động sao? Super Q, chúng ta sẽ chụp nó. Dừng lại, đồ bàn tính xấu xa. Dừng lại. Dừng lại. Ta đến đây. Tuyệt. Tuyệt vời. Chúng ta nên làm gì? Đuổi theo thôi. Dừng lại ngay. Ơn trời là lần này mày đã nghe lời ta. Mọi người không sao chứ? Chiếc bàn tính đâu rồi? Nó chạy nhanh quá. Chúng ta phải tìm ra nó, dù nó có chạy đi đâu. Đồng hồ siêu sao không báo tín hiệu nữa. Vậy là chiếc bàn tính đã gây ra tất cả mọi việc. Chúng ta đã để mất nó. Chúng ta tìm nó ở đâu bây giờ? Anh thấy được rồi. Những người bạn thân mến của ta, các bạn vẫn đang bị cúp điện phải không? Có phải các bạn đang buồn vì không có công nghệ cao? Trạm phục hồi chế phẩm mở ở đây từ bao giờ thế? Mình e đó là một ngôi nhà ma. Super Q, dừng lại. Hãy vào trong và xem. Xin chào, mời vào tham quan. Đừng để lỡ cơ hội. Bọn cháu... Đừng ngại. Ta chắc chắn rằng các cháu sẽ tìm thấy thứ các cháu đang muốn ở đây. Mời vào. Mời vào, hãy mua một cái gì đó đi nào. Woody à, hãy nhìn con ếch này xem. Có cả súng cao su nữa nè. Nhìn xem. Đó là... Ôi, mọi người sẽ mua những thứ này sao?
Ông chủ, những món đồ trong cửa hàng cũ quá rồi. Các bạn của tôi hãy xem thật kỹ vào. Những thứ này được làm bằng chất liệu sinh học. Chúng được làm thủ công với kỹ thuật đẳng cấp cao. Tất cả đều có thể được kiểm tra. Kiểm tra được sao? Cháu chỉ e là kéo một lần là đứt luôn dây. Dĩ nhiên là không rồi. Ta sẽ chỉ cho cháu xem. Quá tuyệt phải không nào? Không sao, không sao. Ta sẽ chỉ cho các cháu xem chiếc găng tay lạnh. Nó bị thủng rồi ạ. Thùng nước nè. Nó bị chảy nước kìa. Đây là những cây nến bảo vệ môi trường. À, đã dùng nó rồi. Cây rìu sắt đen. Hỏng rồi mà. Bây giờ, hãy xem chiếc váy da ấm áp này. Và cái này là dành cho mùa hè. Còn đây là con át chủ bài. Ông chủ ơi, hãy bình tĩnh, đừng có kích động như vậy. Nhìn xem nè, các cháu phải tìm được cái gì mà các cháu thích chứ. Chọn đi nào. Cái kia. Cuối cùng cũng đã tìm được nó. Ở cái đó không phải. Chiếc bàn tính là của bác sao? Dĩ nhiên, nó là công cụ làm việc của ta. Để nó ở đây. Thôi nào, ta có một vài đề xuất khác. Cuốn bài học giúp tồn tại nơi hoang dã nói về kinh nghiệm trước đây của ta đã được tích lũy qua nhiều năm tháng. Thôi nào, hãy đến phòng thí nghiệm, ta sẽ giải thích cho các cháu rõ hơn. Ông chủ à, cháu thích chiếc bàn tính cơ. Ta hiểu rồi, ta sẽ đưa cho cháu mức giảm giá, một cái miễn phí, nếu hai cháu cùng mua. Ta quá là rộng rãi đúng không nào? Chờ đã, ta sẽ đi kiếm món đồ dạy học. Bình thí nghiệm đâu rồi? Ta để cái bình thí nghiệm ở đâu rồi nhỉ? Anh nghĩ là ông ta là bàn tay đen thật sự. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Chiến đấu thôi. Đừng thiếu kiên nhẫn. Ông ta có quá nhiều cánh tay cơ khí. Chúng ta không thể chơi đối kháng trực diện. Mình không thể biến hình. Chúng ta nên làm gì? Bạn tốt của ta, ta sẽ dạy cho các cháu bài học về sự sống còn nơi hoang dã. Đầu tiên là tạo ra lửa. Sử dụng tác động của đá để tạo ra tia lửa. Sử dụng củi để đốt cháy, tạo ra nhiệt. Sau đó kích hoạt các tính năng. Gigibon, đây là cơ hội của chúng ta. Cơ hội gì? Đi và đánh lạc hướng ông ta. Chúng ta sẽ tìm cơ hội để chụp hắn. Quan没有超级棒棒糖，还有友情来帮忙，让我学会努力和坚强，给我神奇的力量。